Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ever Channel, Minh Hùng Review đây. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với một số hỏi đáp mới ở trên kênh Ever Channel của mình. Trước khi đến với số hỏi đáp lần này thì nếu như bạn nào đang có nhu cầu muốn mua cho mình và đặt hàng sớm nhé Redmi Note 12 series thì có thể tham khảo ngay tại cửa hàng Di động Việt thông qua link ở phần mô tả và bình luận của video này nhé. Tại vì hiện tại ở Di động Việt thì đang có cho anh em đặt trước các sản phẩm Redmi Note 12 series và quan trọng nhất là mức giá của Redmi Note 12 series rất là tốt nhá. Còn bây giờ đi vào nội dung chính trong video ngày hôm nay. Ok, câu hỏi đầu tiên thì sẽ đến từ một bạn liên quan đến con Redmi Note 12 series. Đó là Redmi Note 12 4G có ngon không anh? Chip Snapdragon 685 giá tầm 5 triệu. Với câu hỏi của bạn Lâm Khang ấy, thì thật sự mình đang cầm Redmi Note 12 trên tay ở đây. Và cái này thì mình không có gọi là không có public được vì Xiaomi họ chưa cho phép mình public những hình ảnh liên quan đến con Redmi Note 12. Nhưng mà mình đã cầm con Redmi Note 12 rồi thì xác nhận lại các bạn là nó chạy qua chip Snapdragon 685. Và con Redmi Note 12 này thì mình thấy rằng trong tầm giá 4-5 triệu nha, nó là một con máy rất xứng đáng để chúng ta mua. Nó gần như là một cái phiên bản gần khác hoàn toàn so với lại phiên bản Trung Quốc luôn ấy. Tại vì thiết kế của nó mặc dù là Note 12 nhưng mà nó là thiết kế như Note 12 Pro luôn. Mặt lưng mặt sau là nhám này, rồi camera của nó cũng sẽ là 50 chấm, có cam góc rộng gần như là tương tự với Note 11 mọi năm. Rồi màn hình lần này là 120Hz và con này cũng sẽ có pin 5000, sạc nhanh 33W. Có chăng cái điểm trừ lớn nhất của con Note 12 năm nay ấy, đó là loa mono thôi, nhưng mà cái này có thể chấp nhận được. Tại vì tầm giá này thì ok, đánh đổi cái này lấy được cái kia nhá. Nó quan trọng nhất là con chip Snapdragon 685 mà bạn nói ở đây ấy, mình nghĩ rằng nó sẽ không mạnh bằng Helio G99 đâu. Helio G99 thì nó sẽ có thêm những con như là Poco M5 này, rồi nó có thêm một vài con như là Realme 10 này, nó có thêm một vài con ví dụ như là Poco 4 Pro chẳng hạn. Thì nó sẽ không có thể là mạnh bằng so với những con Helio G99 được. Mình đã test rồi thì điểm số hiệu năng của nó sẽ rơi vào tầm 310-320 ngàn điểm, thì nó cũng sẽ là ngang những con như là Helio G96 ở trên Redmi Note 11S mọi năm. Thì như vậy mình thấy rằng nó cũng khá là ổn rồi. Và bù lại về cái phần hiệu năng nó thua kém một chút so với đối thủ kia ấy, thì cái phần thiết kế này, về phần hoàn thiện sản phẩm này và đặc biệt là về phần màn hình thì gần như ăn đứt tất cả những sản phẩm kia luôn. Nên mình nghĩ rằng là con Redmi Note 12 ở trong tầm giá khoảng tầm 4-5 triệu nó vẫn sẽ là một con điện thoại rất đáng để chúng ta lựa chọn. Và con chip Snapdragon 685 thì nó vẫn đáp ứng được rất tốt cái nhu cầu sử dụng phổ thông của chúng ta. Nhu cầu sử dụng phổ thông là gì? Tức là game này, ứng dụng nhẹ nhàng, ứng dụng hoặc là chơi game ở mức tầm trung ấy, thì con này vẫn có thể đáp ứng khá là tốt. Và câu hỏi tiếp theo thì các bạn tên là BB Gaming TV 888 chiếc củ khoai, nên mua máy nào để chơi game và nhiệt độ không quá cao? Với câu hỏi của bạn ấy, BBTV nhé, thật sự mình tư vấn với bạn luôn ấy, là tầm 8-9 củ để mà chơi game ngon đã khó rồi. Nên là với những con máy mà chơi game ngon ở trong tầm giá này, đại đa số đều có một cái mức nhiệt độ hơi cao một chút. Vì như vậy, vì được book cái hiệu năng ở trên tầm trung mà nên là nó không thể nào mà mát mẻ được so với lại những con flagship và tầm flagship chạy con chip Dimensity. Chứ còn mà flagship chạy con chip Snapdragon 8 Gen 2 cũng nóng bỏ mẹ ra. Thì với những con mà nhiệt độ mát ấy, mình nghĩ rằng bạn nên tham khảo những con như là Dimensity 1080 hoặc là những con máy chạy con chip Snapdragon 778G thì may ra cái phần nhiệt độ của nó là hơi mát một chút. Còn nếu như mà tham khảo những con như là G99 này hoặc tham khảo những con như là Snapdragon 870 ấy, thì nó sẽ hơi nóng ở trong tầm giá. Nhưng mà nóng bù lại con 870 nó lại có hiệu năng tốt hơn rất nhiều so với những sản phẩm trong cùng tầm của nó. Cùng tầm tầm 8-9 triệu thì bạn cũng chỉ mua được những con chạy con chip là Dimensity 1080 hoặc là Snapdragon 695 là ok lắm rồi. Thì con 870 nó phải mạnh hơn gần như là gấp đôi. Đó, trải nghiệm game tốt hơn so với lại những con đấy. Thì bù lại cái phần nhiệt độ của nó sẽ hơi cao và đây là một thứ mà mình nghĩ rằng các bạn nên chấp nhận. Nó nóng nhưng mà nó cũng không đến cái mức là quá là khủng khiếp đâu, nó ở cái mức là có thể chấp nhận được. Thì 8 triệu mình khuyên bạn là nên mua con Poco F4 để chúng ta sẽ có được cái phần hiệu năng là tốt nhất. Mình đang cầm một con Poco F4 ở đây và mình thấy rằng là tầm 8 triệu là con đấy xứng đáng. Cam đẹp, màn đẹp, hiệu năng tốt, chơi game ngon, pin trâu, sạc nhanh, loa kép các kiểu đều có. Đó, thì tầm 8-9 triệu là mình rất recommend các bạn mua con đấy. Hoặc là nếu mà muốn mát nữa thì có thể đợi giúp mình con Redmi Note 12 Pro ra. Con đấy chạy có chip Dimensity 1080. Nhìn chung là nó không mạnh bằng 870, điều đó là điều chắc chắn rồi. Nhưng được cái là nó mát và được cái là nó đẹp và pin của nó cũng trâu nữa. Trâu hơn so với con Poco F4 nha. Nên là nếu bạn nào cần hiệu năng ở mức tầm trung và đặc biệt là phần nhiệt độ của nó phải mát, camera của nó phải đẹp và pin trâu thì có thể tham khảo con này. Hoặc là tham khảo thêm giúp mình một sản phẩm nữa có thể đáp ứng được khá tốt nhu cầu của bạn là con Poco X4 GT tầm 7 triệu thôi. Đó thì nó sẽ có con chip là Dimensity 8100, nó sẽ mát hơn so với con 870. Và đương nhiên là cái phần chơi game của nó cũng sẽ tốt hơn so với 870 rồi. Nhưng mà bù lại cái màn hình của nó thì sẽ hơi xấu.
Hoặc là nếu bạn lên được tầm 10 củ nhé, mình tư vấn thật lòng là nếu bạn lên được khoảng tầm 10 củ thì quất giúp mình con Xiaomi 12T. Con Xiaomi 12T mình thấy khá là ổn ở trong tầm giá luôn ấy, gần như là hoàn hảo mọi thứ. Từ màn hình đẹp này, tần số có màn hình cao này, có chip Dimensity 8100 thì rất là mạnh này, pin thì là 5000 này, rồi còn sạc siêu nhanh nữa. Bên cạnh đó camera cũng rất là ổn áp. Nói chung thì gần như có tất cả những thứ mà bạn cần. Và thật sự con Xiaomi 12T ở trong tầm 10 triệu là quá ngon rồi. Đó, đó là 3-4 con máy gì đó mình có thể tư vấn cho bạn. Vì là máy mới nên là chỉ có những lựa chọn như thế thôi. Còn nếu bạn thích Samsung ấy thì có thể mua con Galaxy A53, Galaxy A54 chứ. Thì con đấy nói chung là cũng mát, nhưng mà về cái phần tấu hóa game thì nó sẽ hơi kém. Ok, câu hỏi tiếp theo thì đến từ bạn có tên là Ngọc Linh Media. Bạn ơi, cho mình hỏi là mình có một đứa bạn muốn bán PC Core i5-3470-8128 có đèn LED, có card đồ họa rời. Mình thấy chơi game PUBG và Liên Minh Marketing rất ngon nhưng không biết là giá bao nhiêu thì hợp lý ạ. Mong bạn tư vấn giúp mình với ạ. Thực ra để định giá một cái bộ PC rất khó nói nha. Đặc biệt là khi mà các bạn đi mua hàng qua sử dụng và linh kiện từng đắp từng món qua như thế này thì càng khó luôn. Core i5-3470 thì mình sẽ search luôn để xem là mức giá của nó sẽ là bao nhiêu. Mình có check ở bên Tin Học Ngôi Sao ấy, thì con Core i5-3470 này giá của nó tầm 350 đó, và con main của nó, nếu như con main lắp vào cái con Core i5 này nữa thì cùng lắm là main của nó là 500.000 thì nó khoảng tầm 800. RAM 8GB mà đời DDR3 thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm là 400 là cao ấy, tại vì DDR3 RAM rẻ lắm. Và bên cạnh đó là cái 128GB SSD mình nghĩ rằng tầm 300 là cao. Cái thứ nhất là cái RAM này, thứ hai là cái chip này, thứ ba là cái main này, và cái bộ ổ cứng ấy mình nghĩ rằng là nói chung là nó sẽ rơi vào khoảng tầm đâu đó khoảng tầm 7 triệu rồi. Và LED dùng các thứ chắc là mình không tính vào đâu, tại vì cái này là rất rẻ, chỉ khoảng tầm 200-300 nghìn thôi, các bạn đã có được cả đống LED rồi. Cái quan trọng nhất mình muốn tìm hiểu ở đây ấy, là cái con cạc rồi là cạc gì. Ví dụ như là cái dàn này mình nghĩ rằng nó sẽ đi kèm với lại những cạc từ đời tống. Cạc đời tống ở đây là gì? Có thể có những con như là 970 GTX 970, có những con đến từ nhà Nvidia như là RX gì 470 các kiểu ấy, thì bạn nên check cái phần giá cạc. Nếu như con cạc này mà nó là 1060 thì mua ở cái mức tầm là 4-5 triệu là hợp lý, cả combo cả dàn. Còn nếu con cạc đấy là những con cạc khác thì các bạn có thể tham khảo giá cạc ở trên chợ tốt, ở trên một số trang bán hàng Line New đó các bạn. Tính từng linh kiện cho các bạn cộng tổng vào, nếu như cái mức giá thằng bạn của bạn bán cho bạn mà rẻ hơn cái mức giá các bạn mua từng món thì ok, chốt cái bộ PC đấy, rẻ hơn nhiều mới mua nha. Chứ còn không ấy thì tốt nhất là vẫn nên mua ở tiệm, vì chúng ta sẽ có bảo hành và sau này nếu như mà gặp rắc rối gì đó thì đem ra tiệm nó dễ dàng xử lý hơn. Chứ còn bạn bè mua của nhau xong rồi về lỗi hoặc là về mà cảm giác bị hố giá, mất niềm tin lắm. Rồi, câu hỏi tiếp theo đến từ bạn tên là Long Phùng. Hàng mới, hàng chính hãng, hàng xách tay có con nào dưới 3 củ ngon hơn Poco M5 về phần hiệu năng không? Với câu hỏi của bạn ấy thì hàng mới này, hàng chính hãng và hàng xách tay tầm 3 triệu gần như chưa thấy con nào ngon hơn Poco M5 luôn. Poco M5 là một trong những con máy mà nó bị hư cấu về cái phần cấu hình ấy các bạn ạ. Nó chạy hẳn con Helio G99 mà giá của nó có tầm 3 triệu, 2.8 triệu. Thì con này mình nghĩ là cái phần cấu hình của nó là vô đối trong tầm giá tầm 3 triệu rồi. Nhưng con Poco M5 này mình nghĩ rằng là nếu bạn chơi liên quân thì chúng ta nên cân nhắc. Vì con này chơi liên quân thì nó sẽ hơi delay một chút, delay chiêu ấy nha. Liên lâu mà chúng ta combat mạnh quá, chúng ta tung nhiều chiêu vào thì nó lướt không kịp và đôi lúc nó sẽ có tình trạng bị delay nhẹ. Còn về cái phần cấu hình của nó trong tầm giá 3 triệu thì mình cứ khẳng định luôn là vô đối nhé. Dương Văn Khôi thì có hỏi mình là A90 5G với LG V50 hiện tại nên mua con nào anh em nhỉ? Đối với cá nhân mình, nếu như mà A90 5G giá chênh lệch không nhiều với LG V50 thì thôi mình sẽ mua A90 5G. A90 5G pin nó trâu hơn, màn nó đẹp hơn. Thực ra cũng không hẳn đẹp hơn đâu, nhưng mà nhìn nó rực rỡ hơn. Nhìn đối với cá nhân mình thì mình thích màn hình của Samsung hơn. Đó, và hiệu năng của nó cũng tốt hơn so với lại con LG V50 nữa. Nên là kèo này nếu được lựa chọn thì chắc chắn là mình sẽ lựa chọn A90 5G. Và A90 5G sử dụng nó lành tính hơn là so với LG V50. Nguyễn Hải Phong thì có hỏi mình là anh ơi, có con điện thoại nào nhỏ mà pin trâu màn đẹp không, sạc nhanh không? Em không cần cam và cấu hình. Cảm ơn anh, chúc anh nhiều sức khỏe. Với câu hỏi của bạn Hải Phong ấy thì thực sự nha, mấy con điện thoại nhỏ bây giờ chẳng ai làm nữa. Con nhỏ nhất ấy, mình nghĩ rằng là nếu mà con nhỏ nhất mà nó vừa tầm nhất ấy là con Poco M4 Pro 4G hoặc con Redmi Note 11, vì màn hình của nó sẽ là 6,43 inch, gần như là thuộc dạng nhỏ nhất trong thời điểm hiện tại rồi. Còn điện thoại bây giờ bèo bèo cũng phải tầm 6,5, 6,6 hoặc 6,67 inch ấy, nên đại đa số là toàn điện thoại to. Còn những con điện thoại nhỏ thì thường là bán với khúc giá khoảng tầm 1 triệu mấy, 2 triệu, thì những cái option về phần màn hình của nó sẽ không đẹp. Màn hình của nó cùng lắm là chỉ có màn hình IPS LCD rồi HD cộng này. Còn nếu mà muốn đẹp ấy, thì phải lên cái tầm trung nhé. Thì đại đa số đều là điện thoại có màn hình gọi là lớn hết ấy. Màn hình của nó đều là 6,5 inch trở lên hết ấy. Nên là bây giờ mà bạn cần mà
máy nhỏ mà màn đẹp này, pin trâu này, thì thực sự ba cái này nó không thể kết hợp với nhau được. Nếu mà cái lựa chọn hợp lý nhất của mình ấy, thì mình nghĩ rằng các bạn nên lựa chọn con Poco M4 Pro 4G, hoặc bạn nên lựa chọn con Redmi Note 11 hoặc Redmi Note 11S là ok. Vì mình thấy rằng nó cũng ở cái mức là vừa đủ nhỏ, mà cấu màn hình của nó là AMOLED thì cũng đẹp. Đó, câu pin trâu thì con điện thoại đấy pin của nó vẫn trâu, rồi là vẫn 5000 mAh, rồi vẫn sạc nhanh, thì có thể là đáp ứng khá là tốt cái nhu cầu của bạn. Chứ còn bây giờ mà kiếm điện thoại khác, tư vấn điện thoại khác mà đáp ứng đủ 3 tiêu chí nhá. Thứ nhất là nhỏ này, thứ hai là pin trâu này, thứ ba là màn đẹp thì gần như không có luôn. Và đặc biệt là những dòng flagship ấy, thậm chí là pin của nó còn kém hơn. Ok, bạn Hữu Mạnh Phạm thì có hỏi mình là tầm 4-5 triệu điện thoại thì quay phim tốt. Nếu như mà 4-5 triệu điện thoại quay phim tốt ấy, thì chốt giúp mình con iPhone XR nha. iPhone XR bây giờ khoảng tầm từ 4 đến 5 triệu thôi. Hôm nọ có ông comment mua iPhone 8 Plus tầm 3 triệu 7, 3 triệu 8 thì đấy. Mình kêu là cố lên một tí lên iPhone XR đi, không chịu có vào ông vài ông vào combat. Thì mình phải phân tích cho các bạn như thế này này. Con iPhone XR trong tầm giá 4 đến 5 triệu là một con iPhone quá tốt rồi. Thật sự là con iPhone quá tốt rồi. Và với con iPhone XR này mình tin chắc rằng anh em có thể dùng tốt được khoảng tầm 2 năm nữa đổ lại. Và con iPhone XR ấy thì nó có cái điểm đặc biệt là về phần camera của nó rất là ngon so với lại những dòng điện thoại tầm trung ở trong cùng tầm nhé. Mình nghĩ rằng tầm 7-8 triệu chưa chắc đã quay phim và chụp ảnh ngon bằng iPhone XR đâu. Đặc biệt là về khả năng quay phim và là khả năng chống rung của em nó, và cũng như là cái chất lượng hình ảnh, chi tiết hình ảnh khi mà chúng ta thu lại được, thì con iPhone XR nó hơn hẳn so với lại những dòng điện thoại ở trong cùng phân khúc luôn. Nên là về cái khoản là quay phim tốt và đặc biệt là muốn có một chiếc điện thoại cam đẹp ấy, thì mình khuyên các bạn là nên lựa chọn con iPhone XR. Còn nếu như mà muốn lựa chọn một cái sản phẩm hàng line new mà cũng đáp ứng được những tiêu chí đó, màn đẹp, pin gọi là màn đẹp, cam đẹp, quay phim tốt, thì có thể là cái lựa chọn thứ hai nhé. Đó là con Galaxy S20. Và cái lựa chọn thứ ba ấy, đó là con LG V60. Thì cái cam của LG V60 mình thấy rằng là quay phim cũng khá là tốt. Đó là ba lựa chọn về điện thoại gọi là quay phim rất tốt ở trong tầm giá từ 4 đến 5 triệu và cam cực kỳ xuất sắc. Steven ZGH thì có hỏi mình là: anh ơi, Dimensity 101200 Snapdragon 865 hiện tại thì em nào ngon hơn ạ? Em thấy test game nặng có vẻ 865 vẫn nhỉnh hơn. Em đã phân vân LG V60 với K40 Gaming. Thực ra nếu như được lựa chọn giữa LG V60 và K40 Gaming ấy, thì cả hai con này con nào cũng có điểm cộng điểm trừ riêng. Nhưng đối với cá nhân mình thì mình lựa chọn K40 Gaming nếu như mà mình chơi game nhé. Tại vì con K40 Gaming nó build dành riêng cho cái khoản chơi game ấy, nên là cho dù nó có thua một chút về cái khoản đó chính là thua một chút về cái khoản là cấu hình đi. Nhưng mà thực sự nếu mà so con Dimensity 1200 với cả là con 865 đang có ở trên con LG V60 thì chắc chắn là con Dimensity 1200 ở trên con K40 Gaming nó sẽ mạnh hơn con V60 nha. Tại vì con V60, con gọi là con Snapdragon 865 của nó là một con 865 bị flop, tức là nó bị giảm hiệu năng khoảng tầm 90% so với những thằng 865 khác thôi. Mà con Dimensity 1200 ở trên con K40 Gaming ấy lại là một con gaming phone được búp cái phần hiệu năng rất là tốt. Nên là về khoản này thì mình nghĩ rằng là 90% là hiệu năng của con Dimensity 1200 trên K40 Gaming nó sẽ tốt hơn. Và một điều nữa là K40 Gaming nó build cái sản phẩm, nó hoàn thiện sản phẩm, tức là nó thiết kế dành cho khả năng chơi game, nên có những phần trigger này khi mà chúng ta chơi game ấy nó sẽ tối ưu hơn, nó sẽ ngon lành hơn so với lại cái con LG V60. Và một điểm nữa là con LG V60 sạc khá là chậm, tại vì nó sạc 18-20W này. Con K40 Gaming nó có sạc 67W, nó nhanh hơn rất nhiều. Và cái hệ thống loa ở trên con K40 Gaming được tinh chỉnh bởi JBL đó, và mình thấy là cái chi tiết khi mà chúng ta chơi game ấy, nó cái chi tiết của con K40 Gaming nó tốt hơn hẳn về cái phần chi tiết và là âm thanh độ lớn của loa. Nên là về khoản này thì thực sự nếu như được lựa chọn thì mình sẽ lựa chọn K40 Gaming. Và đồ của như kiểu là linh kiện của K40 Gaming thì mình nghĩ rằng là nó cái độ khó tìm của nó cũng tương đương so với LG V60 thôi. Tại vì hai thằng này đều các shop lẻ bán chứ không có bảo hành chính hãng ở Việt Nam, nên là rất là khoai. Nếu như có gặp hỏng hóc hoặc là sửa chữa thì cả hai thằng này đều khoai như nhau. Ok, đó là tất cả những câu hỏi có trong số hỏi dưới đáp lấy lần này của mình. Vậy thì các bạn nghĩ sao về những câu trả lời? Sai ở chỗ nào, chưa đúng ở chỗ nào, anh em đừng quên comment, chia sẻ ở ngay phần bình luận của video này nhé. Và mình cũng phải nói lại rằng là mình chỉ là một người review công nghệ, và mình cũng đã chia sẻ lại những cái mà mình đã từng biết hoặc đã từng trải nghiệm. Và đương nhiên vẫn có những sai sót và có thể là sẽ không đúng với lại những cái trải nghiệm của mọi người, thì có thể là góp ý cho mình ngay phần bình luận của video này để mình có thể sửa trong những video tiếp theo. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Bye bye!